khu biệt thự Vivian Le Giáp Đanh do Vivaland phát triển tại phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức có diện tích 9.808 m², trong đó diện tích sàn xây dựng đạt 8.606 m². Dự án được quy hoạch chỉ phát triển duy nhất 15 căn biệt thự cao cấp tích hợp cùng các tiện ích thượng lưu. Tọa lạc ngay phố Tây Thảo Điền, cửa ngõ giao thương của khu Đông Sài Gòn. Khu biệt thự Vivian Le Giáp Đanh thừa hưởng nhiều lợi thế về trình độ dân trí cao, hạ tầng và môi trường sống trong lành với mật độ cây xanh gần 7 m² mỗi người, mang đến không gian sống đặc biệt cho chủ nhân thượng lưu tận hưởng một cuộc sống riêng tư trong một căn biệt thự đẳng cấp nhất khu Đông Sài Gòn. Vivian Le Giáp Đanh nổi bật với cảnh quan thiên nhiên lấy cảm hứng từ kiến trúc của các khu vườn nước Pháp. Khu giải trí Clubhouse với những tiện ích đặc biệt dành cho chủ nhân của các căn villa như khu tiệc riêng tư, phòng sông hơi, phòng tập luyện thể thao hiện đại. Vivian Le Giáp Đanh với kiến trúc và cảnh quan theo trường phái Đông Dương đương đại Modern Trend Indochina. Hệ thống giao thông được ngầm hóa các phương tiện di chuyển ở tầng hầm, trong khi khu vực tầng trệt dành cho cảnh quan và các tiện ích chung, tạo nên không gian gần gũi và hài hòa nhất với thiên nhiên. Các biệt thự Vivian Le Giáp Đanh Thảo Điền còn được chủ đầu tư trau chuốt bởi nhiều công năng tinh tế như hệ thống gara ưu việt với công nghệ hydraulic calip nâng xe tự động bằng thủy lực ngay tại phòng khách như một khu trưng bày đặc sắc. Vivaland cũng đã và đang phát triển dịch vụ concierge, dịch vụ đặc biệt được cá nhân hóa trong dự án Vivian Le Giáp Đanh. Với sự hấp dẫn của vị trí, các vị đất của Thảo Điền gần như cạn kiệt, được đánh giá cao khi hội tụ nhiều ưu điểm tại khu đất vàng thành phố Hồ Chí Minh. Dự án biệt thự Vivian Le Giáp Đanh Diamante Thảo Điền chính thức ra mắt và công bố ra thị trường trong quý tháng 3 năm 2022.